Wow, nhiều chồi hoa hồng non quá các bạn ơi. Đây toàn là những cái chồi hoa hồng mình cắt này. Có lẽ là trưa nay mình sẽ được một món ngon, đó là chồi hoa hồng xào tỏi. Đúng không ạ? Không biết là các bạn đã thử nấu món chồi hoa hồng xào tỏi chưa? Đó. Nói đùa vậy thôi chứ mình cũng chưa bao giờ làm cái món này và cũng chắc là cũng không có ý định để làm cái món này các bạn ạ. Mình cầm ở trên tay mà thấy rất là thơm và cũng rất là thương những cái mầm chồi như này, nhưng mà mục đích mình cắt bỏ những chồi này là cũng có cái nguyên nhân của nó, đặc biệt là đối với những người trồng hoa, đặc biệt là đối với hoa hồng. Thì tại sao mình lại cắt bỏ những cái chồi non mà nhiều mầm nụ như thế này? Đó, rất là tiếc nha, rất là xót xa đấy, nhưng mà vẫn phải cắt bỏ để làm cái cây của nó sẽ đẹp hơn. Thì tại sao lại như vậy? Mời các bạn đón xem phần tiếp theo nhé. Rồi, đối với cây hoa hồng thân chi, hay còn gọi là chi râu, hay gọi là hồng một thân, hồng thân gỗ như thế này, thì trong quá trình trồng thì chắc chắn nó sẽ có những cái mầm mọc ra từ thân này. Nếu mà các bạn không cắt đi thì nó sẽ nuôi cả thân chính và cái mầm như này. Như vậy thì cái thân nó sẽ thân chính nó sẽ phải chia một phần dinh dưỡng cho cái mầm này, đúng không ạ? Đây các bạn cứ cảm nhận nó như là một cái dòng sông. Đến đây thì thân chính thì nó to hơn, tuy nhiên thì nó sẽ tất nhiên là nó sinh dưỡng sẽ nuôi thân chính nhiều hơn và cũng phải mất một phần để nuôi dinh dưỡng, để nuôi cái mầm nhánh như này, làm cho cái thân của nó sẽ bị chậm lớn. Đấy, chậm lớn hơn. Đương nhiên là chậm lớn hơn đúng không ạ? Tại vì nó phải chia một phần dinh dưỡng cho cái nhánh như này. Thì các bạn nếu mà cứ để thì thân chính nó sẽ rất là chậm. Đấy. Vì nó đã mất phần dinh dưỡng cho nhánh. Vì vậy các bạn không nên để cái nhánh nó mà tập trung cho cái thân chính. Vì vậy chúng ta không nên tiếc nhé. Vì các bạn sẽ phải cắt đi. Đấy. Các bạn cắt đi. Đây, mình sẽ cắt bỏ đi này. Các bạn cắt sát nhé, sát nhé, sát thân rồi đó. Đó là một trong những cái lý do mà vừa sao lúc trước ấy mình quay là tại sao mình lại có nhiều mầm hoa hồng như vậy đó. Mình là đùa vui là để xào tỏi đúng không ạ? Đó các bạn nhé, các bạn đặc biệt lưu ý này, chúng ta để đối với những cái hoa hồng thân gỗ này, hay còn gọi là hồng một thân, hồng chi râu, hồng dáng chi có nhánh như này, thì các bạn hãy cắt ngay lúc nó còn bé để tập trung cho thân chính phát triển nha. Rồi, đó là một trong những lý do tại sao mình cắt bỏ những cái mầm chồi hoa hồng. Rồi, tiếp theo đây là một cây hoa hồng nữa này, chồi của nó mọc ở trên tán. Đấy, trên tán. Trường hợp mà vừa xong thì là chồi mọc ở thân của cây hoa hồng chi râu, còn trường hợp này thì chồi non lại mọc ở trên tán. Trên tán đó các bạn nhìn thấy mình cũng đã cắt tỉa, mới cắt tỉa để cho tán tròn. Đấy, tán tròn đều này. Tuy nhiên thì lại có một, sau khi cắt tỉa có một cái chồi nó mọc dài lên hẳn này. Nếu mà chúng ta cứ để thì nó sẽ von lên như này, đúng không ạ? Von cao lên thì cái tán của nó sẽ gì? Không tròn đều đúng không ạ? Không tròn đều mà bông lúc này rất là ít. Đấy. Mình đang muốn là cái tán nó tròn đều và sau này nó sẽ ra hoa sai. Đấy. Tạo thành một cái cây tròn tán nhiều hoa.
thì nếu mà cứ để cái mầm này thì nó sẽ vươn lên. Thứ nhất là tán rất là xấu, thứ hai là nó sẽ có hoa ở đây, có hoa ở đây, ở đầu ngọn này có vài bông hoa. Tuy nhiên thì về dáng thế thì cây nó rất là xấu, về hoa thì nó không nhiều hoa, tại vì nó ở đây thì nó chỉ có một hai cái chồi thôi. Thì đây cũng là cái lý do để mình cắt bỏ cái nhánh như này đó. Đây chính là lý do thứ hai để mình cắt bỏ cái chồi này. Và bây giờ mình sẽ không, hơi tiếc đấy nhưng mà vẫn phải cắt nhé, hy sinh vì cái đẹp. Đây thì các bạn không nên, trường hợp này các bạn không nên cắt sát nhé, mà chúng ta cắt khoảng 3 mắt đấy, từ 2 đến 3 mắt mình sẽ cắt đây. Đó sẽ được để là từ đó nó sẽ ra 2-3 cái chồi mới. Chồi mới khi đó thì cây của nó sẽ rất là sum suê, tán tròn đều nhiều nhánh. Lúc có ra, lúc mà có hoa ấy, thì nó sẽ rất là nhiều hoa, sẽ rất là đẹp các bạn nhé. Đây trường hợp này mình cũng phải cắt bỏ đây. Trường hợp này mầm nhỏ thì mình chỉ để một mắt thôi, một mắt lá. Đấy, ngọn này mập mình sẽ để 3 mắt lá. Đó. Đó. Đó là hai cái chồi ở hai vị trí khác nhau mà mình đều phải cắt bỏ. Rất là tiếc. Đấy. Nhưng vì cái cây nó đẹp hơn thì chúng ta cũng phải hy sinh thôi, biết làm sao được. Rồi tiếp theo, trường hợp chồi mà nằm ở sát gốc, gần gốc ấy, thì chúng ta xử lý ra làm sao? Hòa áp dụng đối với cây hồng như này. Đó, đây, các bạn mời các bạn quan sát nhé. Đó, chồi như thế này. Và cái cây này của mình là cái cây thân chính, thân già của nó đây. Tuy nhiên thì cũng muốn tạo ra cây một thân. Đấy, tạo ra cây một thân, cây chi râu. Nhưng mà thân của nó không được thẳng cho lắm, đúng không ạ? Không được thẳng cho lắm. Đấy, thì cái thân này nó không được đẹp. Thì tùy theo các bạn có thể để cái thân chính này. Nhưng mà nếu mà nó không đạt và nó ra cái chồi ở gốc như này, thì trường hợp này nó ra hai cái chồi rất là thẳng. Đó, thì một cái chồi này có chiều cao tương đối, thoát thân tương đối là dài. Mình đo nhé, 2, 4 này, 6 này, khoảng hơn 60 phân. Đấy, thoát thân hơn 60 phân thì có lẽ là chúng ta nên để. Đấy, trường hợp này mình sẽ để cái chồi dài, thẳng, thoát thân cao này làm thân chính. Đó, làm thân chính để thay thế cây mẹ. Tại vì cái sao? Tại vì cái thân mẹ nó không được thẳng, không được đẹp cho lắm. Vì vậy mình sẽ bỏ cái thân mẹ này nhá, thân chính nhá. Các bạn có thể chiết để chúng ta lấy được cái cây cây mới. Đấy. Còn đối với trường hợp cái thân này mình đã chót để dài như này rồi thì mình sẽ dùng để chiết và được một cây mới các bạn nhá. Thường là những cái nhánh những cái chồi ở gần gốc, sát gốc thì nó sẽ ra mầm rất là thẳng và mập. Thì các bạn có thể để các bạn chiết cây mới này, hoặc là các bạn có thể để thay thế cái thân mẹ nó không được đẹp cho lắm. Các bạn lưu ý nhé, trường hợp này thì các bạn hãy lưu ý, đối với thân mẹ nó không được đẹp, không được thẳng thì chúng ta nên để có một cái nhánh thay thế làm thân chính, hoặc chúng ta có thể chiết để được một cây mới. Đó. Còn đối với cây mẹ đẹp rồi thì sao nhỉ? Nếu mà đối với cây thân mẹ đẹp rồi thì chúng ta có thể cắt bỏ ngay để tập trung cho thân mẹ phát triển, đúng không ạ? Từ lúc mầm nó còn nhú, hoặc là chúng ta có thể để, trong trường hợp mà chúng ta cần nhân giống thì chúng ta có thể để. Đấy, để chúng ta nhân giống ra một cây mới, đúng không ạ? Rồi. Vừa rồi mình đã chia sẻ khá là chi tiết đối với cách để cắt bỏ những cái mầm, mặc dù rất là tiếc, trong 3 trường hợp
rất là phổ biến. Nếu các bạn mà xem thấy hay, có ích thì hãy chia sẻ cái video này nhé. Đồng thời đừng quên like, comment ở bên dưới để chúng ta có thể trao đổi. Và đừng quên là đăng ký kênh, sau đó nhấn vào chuông báo để được đón xem những cái video mới nhất của kênh các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Tạm biệt.